Em chào anh chị ạ, em là Minh Hạnh và hiện giờ em đang là sinh viên năm 3 ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Em đã sử dụng một ứng dụng, nó có tên là Flipdi. Flipdi thì như các anh chị đã nhìn thấy ở trên thì lý do mà em chọn cái ứng dụng này đó là ứng dụng này khá là tiện lợi và có một cái giao diện rất là thân thiện với người nhìn. Mục đích của cái ứng dụng này đó chính là mình có thể dành thời gian offline. Cái ứng dụng này rất là hay, đó là khi mà mình có rất nhiều ứng dụng ở trong điện thoại như Facebook có thể dễ dàng làm mình distract hoặc là dễ dàng làm mình không tập trung được, thì ứng dụng này có một tác dụng đó chính là nó sẽ làm ngưng hoạt động của tất cả những cái mạng xã hội mà mình đang dùng. Thì mình vừa có thể dùng máy điện thoại nhưng mà mình vừa có thể tập trung được. Ui giời ạ, anh nghĩ là chỉ cần tắt 3G và wifi. Rồi, tiếp tục. Bên cạnh đó thì ở trên ứng dụng này còn có rất là nhiều những cái cộng đồng, rất là nhiều những cái community mà như em có đã nói ở trên, đó là mình vừa có thể kết nối được điện thoại nhưng mà lại vừa có thể online được, thì mình sẽ tham gia vào những cái community này để mà học thêm những điều mới. Mặc dù chỉ mới được phát hành một thời gian gần đây thôi, tuy nhiên thì ứng dụng Flipdi đã giành được một số những cái thành tựu nhất định, ví dụ như là các anh chị có thể nhìn thấy ở trên. Thì ứng dụng Flipdi này hoạt động như thế nào? Đầu tiên đó chính là ứng dụng này có tác dụng là dùng điện thoại của mình để disconnect với tất cả những cái app mà có thể là mình rất là dễ mất tập trung. Hai là phân loại thời gian. Cuối cùng là tham gia vào những cái community để học thêm nhiều điều mới. Tại vì khi mà mình học một cái gì đấy mà mình học một mình thì sẽ rất là khó để mà học được vào đầu, nhưng mà nếu mà mình có bạn thì sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì không phải là ứng dụng nào cũng miễn phí. Ứng dụng này thì có phiên bản miễn phí với một số những cái tính năng sau đây. Tiện những tính năng trong bản miễn phí thì rất là cơ bản, basic. Nhưng mà nếu mà mình sẵn sàng chi trả 2,5 đô một tháng thì sẽ có thêm nhiều những cái lợi ích khác. Ví dụ như là nó có thể gửi cho mình một cái thông số phân tích rất là cụ thể là trong tuần này, quá trình như thế này, mình đã dành bao nhiêu thời gian trên mạng và mình đã tập trung được như thế nào. Trên đây là bài thuyết trình của em. Thì trước khi kết thúc bài thuyết trình của em thì em muốn nói qua một chút về cái slide này. Tất cả màu sắc trên slide này thì em đều sử dụng theo tông màu ở trong logo Flipdi và được sử dụng trong giao diện chính của Flipdi. Bên cạnh đó thì sau khi mà sử dụng cái phần mềm này, em cảm thấy đây là một phần mềm rất là trẻ trung, rất là năng động, thì hoàn toàn những cái họa tiết Memphis như thế này rất là phù hợp để mà sử dụng cho slide này. Và để kết thúc bài thì em xin dành lời cảm ơn chân thành nhất đến với anh Huy và anh Dũng ạ. Ok, cảm ơn.